quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thơ MC Channel. Mỹ nhân phim Vườn Sao Băng tố chồng thay lòng, chuẩn bị ly hôn. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Goo Hye đột ngột cho biết cô và chồng Ahn Jae Hyun đang chuẩn bị ly hôn. Người đẹp còn chia sẻ tin nhắn tranh cãi giữa đôi bên, đồng thời khẳng định chồng đã thay lòng đổi dạ. Sáng ngày 18 tháng 8, trên trang Instagram, Goo Hye bất ngờ thông báo ông xã Ahn Jae Hyun muốn chấm dứt quan hệ vợ chồng. Người đẹp đăng tải hình ảnh dòng chữ viết bằng tay: "Yêu em, Goo Hye." "Yêu em, Goo Hye" cùng một đoạn trạng thái dài cập nhật tình hình về tình trạng hôn nhân đang trên bờ vực thẳm của mình. Cô viết: "Sau khi chúng tôi không còn tiếng nói chung, chồng tôi đã thay lòng đổi dạ và muốn ly hôn, còn tôi thì muốn giữ gia đình này." Cô bổ sung: "Tuần sau, đại diện của chồng tôi sẽ phát ly thông cáo báo chí. Tôi chỉ muốn nói rằng tất cả hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi mong là sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng." Goo Hye chia sẻ về việc chồng muốn ly hôn. Hiện cô đã xóa tất cả các bài viết liên quan đến Ahn Jae Hyun trên trang cá nhân. Ít phút sau phim Vườn Sao Băng, bản Hàn tiếp tục khiến công chúng hoang mang với loạt chia sẻ về sự căng thẳng giữa cô và chồng. Theo ảnh chụp màn hình tin nhắn, cả hai trao đổi về vấn đề ly hôn mà Goo Hye đăng tải trên trang cá nhân. Ahn Jae Hyun dùng kính ngữ "còn vợ của anh thì không". Trong cuộc trò chuyện, Mỹ Nam 32 tuổi cho biết sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với ekip chương trình New Journey to the West thì anh mong mỏi công bố thông tin ly hôn vào tuần sau. Tuy nhiên, Goo Hye kịch liệt phản đối bởi lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình. "Đối với tôi thì New Journey to the West không quan trọng với sức khỏe của mẹ tôi." Được biết, mẹ của Minh Tinh sinh năm 1984 đã bị sốc và đang trong tình trạng không ổn bởi chuyện tình cảm trục trặc của con gái. Dù vậy, tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới vẫn nhất quyết theo kế hoạch xúc tiến nhanh mọi thủ tục và giấy tờ. Đồng thời, anh hứa hẹn sẽ tự gặp và gọi điện cho mẹ vợ vào dịp khác. Trước thái độ của chồng, Goo Hye không giấu được sự bức xúc. Cô chất vấn anh: "Công việc quan trọng hơn mẹ tôi sao? Cái kiểu nói chuyện ghê tởm gì thế này? Tại sao công việc lại quan trọng thế chứ? Nếu anh nói rằng công việc quan trọng hơn mẹ tôi thì tôi thực sự không chịu nổi đựng được nữa rồi." Đặc biệt, Goo Hye liên tục yêu cầu Ahn Jae Hyun chịu trách nhiệm cũng như đối mặt với mẹ của cô. Nữ diễn viên nói: "Giống như cách mà anh đã thuyết phục mẹ khi chúng ta kết hôn, giờ thì hãy chịu trách nhiệm và thuyết phục mẹ về việc ly hôn. Thủ tục giấy tờ không khó, hãy gặp bà ấy và xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa khi làm đám cưới." Phía công ty quản lý của Goo Hye và Ahn Jae Hyun chưa lên tiếng gì về vụ việc này. Chứng kiến lùm xùm ly hôn giữa cặp sao Blow, dư luận xứ Sở Kim Chi bày tỏ họ còn sốc hơn tin tức mà Song Dong Ki và Song Hye Kyo tan đàn xẻ nghé. Goo Hye và Ahn Jae Hyun chính thức hẹn hò sau khi đóng cặp trong bộ phim Blow vào năm 2015. Giữa tháng 3 năm 2016, họ tuyên bố yêu nhau đã được gần một năm và đang tính đến chuyện sống chung một nhà. Mặc dù nàng cỏ hơn chồng 3 tuổi, nhưng cặp đôi này vẫn đầy trẻ trung và đặc biệt họ nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Cả hai kết hôn vào tháng 5 năm 2016 trong một lễ cưới kín đáo và ấm cúng